Nhà mình ơi, em còn mấy chậu nhạn nhá, chiều nay em nên em xả lốt này. Các bác nhìn nhá, nếu bình thường một cây nhạn này của em nhá là các bác cũng đã là mua với giá là 300k rồi. Thế nhưng mà do là hàng vận chuyển về số lượng nhiều, em hiểu là thì còn một ít là hơi lỗi một tí. Nó gọi là lỗi. Nếu so với các bác là mua hàng cực kỳ đẹp thì nó gọi là lỗi một chút thôi. Nhưng mà cây này em đã để thuần nâu tại vườn nhà em rồi nhá. Còn hơn chục cây em xả lốt cho các bác này. Bác nào mua một chậu thì em sẽ tính là 300k bao gồm cả tiền phí ship luôn cả nhà mình nhé. Đấy, em quay cận cảnh cho cả nhà mình luôn. Một chậu là 300k. Mà hai chậu là em chốt 550k, bao gồm cả tiền phí ship luôn, hàng nhạn 4L cả nhà mình nhé, hoàng nhạn 4L. Dòng này thì bản lá siêu to này, các bác nhìn nhé, bản lá siêu to luôn. Đấy, hàng đã được nhà em nuôi thuần tại vườn rồi. Bản lá này em cho là ít nhất là 4 sen trở lên đi. Mà cây cao khỏe đẹp các bác nhá. Đấy, em quay cho cả nhà mình xem. Bác nào chốt từ 2 cây em sẽ tính 550k, lại còn được cả 3 ship nữa. Đây, chẳng hạn như là nó lỗi này, em cứ nói cái lỗi này. Nó chỉ là gập một tí thôi nhưng nó không ảnh hưởng gì tất cả nhà mình ạ. Vì các cái vết này nhà em đã nuôi tại vườn rồi, nó không hề ảnh hưởng gì tất cả. Đấy, em quay từng chậu một cho các bác ấy. Các bác sẽ thấy nhá, những cây là không hề ảnh hưởng gì. Nhưng còn hơn chục cây là em xả lốt, một cây là 300k, bao gồm cả tiền phí ship luôn cả nhà mình nhé. Cả nhà cứ tính thôi. Một cây nhạn 4N như thế này cũng đã đáng vào 300k rồi. Đấy, đây là chỉ mất một cái lá gốc thôi. Các bác cứ siêu tầm cái hàng này, nó không ảnh hưởng gì, cây khỏe đẹp. Mai lại lên mấy cái lá trên thì không hề ảnh hưởng gì. Mà dòng nhạn này một năm lại lên mấy lá luôn. Có cây thì có lụ rồi, có cây thì chưa có lụ. Tại vì do nhà em nhiều, em để thấp ấy. Đấy, em nuôi rất đơn giản thôi cả nhà mình nhé. Em nuôi rất đơn giản thôi, không phải cầu kỳ đâu cả nhà mình ạ. Đấy, em xả lốt 300k một chậu 2 cây. Một chậu 2 cây cả nhà nhá, một chậu 2 cây. Chứ không phải là một cây lỡ 300k một chậu. Lui ở trên chậu gỗ vuông này rồi, 2 cây. Một chậu 2 cây. Còn hai chậu là 4 cây, em chốt nhanh 550k, lại còn bao gồm cả tiền phí ship luôn nhá. Nhanh tay cả nhà mình ơi. Bác nào đang thích siêu tầm hàng hoàng nhạn thì vào chốt ủng hộ em nhé. Nhạn 4L hàng lá mít siêu to luôn cả nhà mình nhé, siêu to luôn. Đấy, 550k 2 cây, lại còn được bao ship từ cả nhà mình. Cả nhà về cả nhà bóc ra mà ghép một trụ nhạn như thế này, em nói thật với cả nhà mình rằng là chỉ ngơ đi 2-3 tháng đầu năm như thế này, cái là nó bám rễ vào cây khỏe đẹp luôn. Không hề ảnh hưởng gì tất cả nhé, không hề ảnh hưởng gì. Đấy, bác nào mà có nhu cầu liên hệ với em theo số điện thoại 0936147233 nhé. Nếu các bác làm ấy thì em sẽ chụp ảnh cho các bác trước khi em gửi. Em sẽ chụp ảnh từng cây các bác ưng thì em sẽ gửi cho các bác nhé. Em chào cả nhà mình ạ.